Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như bớt chút thời gian và Ngọc xem những cái video của mình đã đăng lên. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly chất lượng tốt, xin vui lòng liên hệ theo số máy trên tấm biển xanh 0368888479. Giao hàng toàn quốc. Hình thức giao dịch: quý vị vui lòng đặt cọc cho mình 300.000 đồng. 300.000 đồng đó là mức tối thiểu. Khi đó mình sẽ đóng hàng gửi đi. Nhân viên giao hàng của đơn vị vận chuyển Viettel Post sẽ giao tận nhà cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ còn có mỗi một cái việc là trả tiền nhận hàng. Thế là cuộc giao dịch thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn. Trước khi vào test sản phẩm thì là như thường lệ nhá. Cháu vừa pha ra cà phê hòa tan đá. Đây. Mời mọi người nhá. Sau đây xin mời quý vị nhá thưởng thức chất âm nhá, thẩm âm đi. Thẩm âm của chiếc âm ly Tojimi. Đấy. Có model là PA3600A. Chiếc âm ly này ngày mai buổi sáng mai là chắc chắn là sẽ lên đường về cố đô Huế. Về cố đô Huế. Bác khách đã đặt mua chiếc âm ly này đó là bác Nguyễn Sắc ở thôn 3 tổ 1B, xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế nha. Đây thùng xốp đây. Đấy, thế thì sau đây là xin test cái lại các chức năng hoạt động của nó. Xin gửi tới bác cũng như gửi tới tất cả quý vị và các bạn nha. Sơ qua về tổng thể, âm ly này sử dụng 12 con sò Toshiba, mỗi một vế là 6 con. Và tên của con sò Toshiba này là C5200 và A1943. Đây, rất chi là to lớn, lực lượng cao to đen hồi đấy. Mấy con cao to đen hồi nó hay làm mannequin nhá. Âm ly này thì về cái mạch công suất này nhá, hai mạch công suất này mình đã thay, mạch cũ của nó hỏng mình không đào bới sới lộn để sửa chữa, và mình thay cho nó một cái mạch mới nhá. Mình thay cũng loại mạch tốt đấy, mạch chất lượng công suất lớn đấy. Đây con đèn đệm đây, còn lắp tỏa nhiệt đây là biết rồi. Đấy, thay cái mạch này vào thì nó hoạt động đúng như một cái âm ly mới nhỉ. Không phải suy nghĩ gì về mạch công suất, mạch nguồn thì chưa sửa chữa gì cả nhá, tất cả còn nguyên zin nhá, tất cả còn nguyên zin nhá. Chiếc áp thì coi như thế là gì rồi, thay rồi, nguyên zin là ở cái chỗ, ở cái thể là cái mạch này của nó nhá. Mạch này là còn của công ty về Phúc Lộc này. Đấy, đây đấy PA nhá. Đây cái hệ thống cái đám rắc ở đằng sau này này, cái đám ra chân rắc này là mình cũng thay hết, cầu chữ U này cũng thay hết rồi nên là nó mới sáng bóng như thế này. Đấy, cái này cũng thay rồi này. Đấy, thôi thì xin đi vào test nhanh nhá, test nhanh nhỉ, còn đóng hàng còn hoàn thiện cái sản phẩm kia cho các đồng chí ở Thái Bình cơ, quê hương 5 tấn nhá, 5 tấn thóc để góp phần đánh Mỹ đấy. Bây giờ xin test về phần mic này cái nhá. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy là một mạch nhá. Ấn vào test thôi chứ còn làm sao nó không hoạt động. Có rất nhiều đồng chí vui tính vào hỏa hoài nó là nó còn hoạt động không. Đúng là vui tính nhất cái quả đất này. Alo 1 2. Cho cái này về một tí giọng nó hơi trầm.
Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Alo. Thẻ cái này ra kia cho nó bay đi nào. Alo. Alo, 1 2 3 4. Alo. Đấy. Hai mạch mic tất cả hoạt động nhá. Bây giờ test thêm tí nhạc nữa rồi để cho các chức năng như thế nào nhá. Oanh dã man lắm, 12 con sò lớn oanh dã man lắm. Xin phép dừng clip vào đây nhé, để còn lấy cái thời gian này còn đi hoàn thiện những cái sản phẩm khác cho những người anh em khác. Đấy. Những người anh em nào ấy mà mình chưa kịp phục vụ được ấy thì xin hết sức bình tĩnh nhé. Bình tĩnh thì xử lý đúng, lúng túng thì xử lý sai, đúng không nào? Cáu gắt lên nó chẳng giải quyết được cái gì cả. Thế mà tình cảm của chúng mình nó lại đi xuống. Đúng không? Cảm ơn quý vị đã xem video của mình. Chào thân ái. Merci.